ngày 6 tháng 9 năm 2023 vừa qua trên trang Tiếng Dân News có bài viết đánh trống bỏ dùi của Nguyễn Khắc Mai. Từ câu chuyện tiếng trống trường nhân dịp khai giảng đầu năm học mới 2023, không nhìn ở góc độ của sự rộn rã, hân hoan và tưng bừng của ngày lễ khai giảng chào đón năm học mới, mà ở đây là một giọng điệu chơi chữ, dùng câu từ bắt bẻ và phân tích theo chiều hướng thiếu tính xây dựng, nhằm mục đích nói xấu lãnh đạo và cho rằng lãnh đạo đảng, nhà nước phát biểu hay, đánh trống xong là quên quan tâm đến nền giáo dục, đến đời sống giáo viên, đến các em học sinh. Như chúng ta biết, ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày diễn ra lễ khai giảng trên toàn quốc. Báo Đài đã đưa tin và hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Gia Lai. Đây là một niềm vinh dự, tự hào, là sự quan tâm, nguồn động lực to lớn đối với các em học sinh của một tỉnh miền núi. Vì thế, tiếng trống khai trường bao giờ cũng là điểm nhấn của buổi lễ, thăng hoa thời khắc thiêng liêng, trở thành biểu tượng của một năm học mới. Tiếng trống khai trường chính là lời tuyên bố năm học mới chính thức bắt đầu. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, nhà nước ta dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đây là chủ trương mang tính thời sự và có ý nghĩa sâu sắc. Bài viết đơn giản chỉ là câu chuyện liên quan đến việc đánh trống chào mừng năm học mới, nhưng đằng sau đó là một thông điệp, một thủ đoạn, một âm mưu chống phá. Chúng cho rằng đội ngũ công chức, lãnh đạo luôn nói những lời có cánh, xong rồi quên, không nhớ đã nói gì, quên dân, quên nước, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ dân tộc. Trong suốt những năm qua, đảng và nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo đã đóng góp to lớn trong việc bồi dưỡng nhân cách đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp phát triển con người, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế, xã hội, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Trong những năm gần đây, giáo dục Việt Nam ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế quan trọng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học, vậy mà các thế lực thù địch cứ mượn cớ để bôi nhọ, nói xấu, điều đó cũng không thể xóa mờ hình ảnh tiếng trống trường khai giảng mỗi khi mùa tựu trường đến, nên giáo dục ngày càng được quan tâm và hoàn thiện và phát triển.